Nhà thuốc Đông y Khương Chờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây thổ tế tân các bạn nhé. Cây này nó mọc rất nhiều ở những vùng núi đá cao, lạnh, mát, có độ ẩm các bạn nhé. Đây là cây thổ tế tân các bạn. Đây. Cuống lá có lông này. Lá xẻ thùy các bạn nhé. Cả hai mặt lá cây thổ tế tân này đều không có lông. Đây. Cuống xẻ thùy có màu hồng. Cây này đi rừng như chúng tôi mà khát nước mà thì cứ tước ra để mà ăn vừa chua chua nhưng mà đỡ khát nước các bạn ạ. Đây là mùa hoa của nó. Cây thổ tế tân này thường thường là người ta lấy về nấu canh các bạn nhé. Lấy canh, lấy cuống này, tuốt để nấu canh cá này, canh xương này, tất cả các loại canh đều ngon. Nhưng thường thường chúng tôi làm thuốc thì nhổ toàn cây này về. Đây nó đang mùa hoa đây các bạn nhé. Đây, chúng tôi nhổ cây này về. Đây, nhổ toàn cây này về. Bỏ lá, thái ra, phơi khô để làm thuốc ho các bạn nhé. Ho lao, ho lâu ngày thì dùng độc vị cây này thôi các bạn nhé. Đây, hôm nay mình nói với các bạn. Còn thường thường, cái lá cây thổ tế tân này các bạn nhé, để đem về giã ra, cho thêm mấy hạt muối và hơ nóng đắp vào những nơi khớp xương đau các bạn ạ. Đây. Đây nhá. Chỗ này rất là nhiều các bạn. Đây. Các bạn nhìn. Đây nó mọc nhiều lắm. Có người đi tìm cũng được nhé. Nhưng mà đến chỗ này chả phải tìm ở đây. Đây này các bạn nhìn. Đây. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Đây. Tôi cho các bạn xem nhiều. Vô kể luôn. Có lúc đi tìm chả được tí nào hết. Nhưng mà đây. Suốt cả dãy vào trong này toàn cây thổ tế tân này. Rất là ngon. Chua ngon các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.